Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình có nhận được một lô thép đạn pháo của anh Dũng ở trong Bình Phước. Anh ấy gửi ra cho mình. Thì đây là có 1, 2, 3, 4, 5 miếng tất cả. Thì anh ấy đánh dao chặt gà với dao thái này, xong rồi là đánh một con dao quắm, à dao gọi là dao phát. Đấy, miếng to nhất này sẽ làm dao phát này. Còn đây mấy miếng này sẽ làm dao chặt gà với cả dao dao thái. Đấy, ở trong Bình Phước nhá. Anh ấy nhà anh ấy có quả đạn pháo nên anh ấy gửi ra cho mình làm. Năm miếng là 5 con. Quả này thì làm rất là ok nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm cho anh đấy quay các bạn xem đánh con dao dao phát. Con dao phát ở trong miền Nam. Bây giờ thì mời các bạn hãy theo dõi clip của mình. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhá. Cắt bằng cái bình oxy nên là nó có cái vết ba vía. Bây giờ thì cần phải đánh cái ba vía này đi.
cái câu chuyện cổ tích là hai anh em chia tài sản đúng không? Hoàng Anh thì khôn hơn rồi. Cái nào là giống cái thì là của anh, giống đực của em, đúng không? Cái nhà, cái cửa, cái bếp, cái xo, cái nồi của anh hết. Mỗi cái đực dựa của thằng em, còn mỗi con dao dựa. Đực dựa mà. Cái gì, cái cái là của... cái là của anh hết. Còn cái gì, cái giống đực của em. Thành dần cái dáng dao của cái con đực dựa này. Em là người miền Bắc thì đánh đồ miền Nam là nó hơi lóng lóng một tí. Chỗ này hơi mỏng. Không mỏng đâu. Rồi, không mỏng đâu, thế nó dày rồi. Nó lại cũng như thế thôi. Mình à. Ok đấy. Hả? Được đấy. Ờ thế thôi. Căn đủ chiều dài chứ nhé. 29 ấy. Vừa đủ đâu đấy. Cắt đi bằng nữa là vừa đẹp hơn. Cần thiết là rõ lên tí nữa. Cuống cái dao này anh phải chỉnh đây một tí nữa. Ừ. Kia vò cho nó vào một tí nữa. Vừa nó thẳng lên tí nữa nó đang hơi bị vách ra ngoài. Vò nó vào nhỏ tí nữa. Ừ. Thoại nóng phát miệng đơ luôn. Bây giờ thì đã cơ bản là xong, tí nữa là sẽ mài phát nữa. Còn cái tôi ok, anh ấy làm là thay con gà hay con thái nữa thì làm xong rồi.
quay được mỗi con đực dựa này thôi các bạn ạ. Chèo hồi làm mấy tấn nữa ấy. Đây là bốn con dao này, trong đây có một con dựa này của anh Dũng ở Bình Phước, anh ấy gửi dạn pháo cho mình, bây giờ làm là ok rồi, bây giờ chỉ còn tôi thôi. Đây là hai con dao thái này. Đấy, đây là hai con dao chặt gà cho anh ấy, đây tổng là 5 con. Bây giờ thì chú sẽ tôi dao cho mình luôn, thép đạn pháo chứ ạ. Loại cong cong thì thường lấy lửa là khó hơn đấy nhỉ. Đấy thank you.
được nè. Đây là con dao dựa mình làm xong cho anh Dũng ở Bình Phước này. Anh ấy gửi cái mảnh thép đạn pháo ra 5 mảnh. Thì anh đánh hai con dao thái, hai con dao chặt gà với một cái dựa này. Sống dao rất là dày dặn này. Về thì anh ấy khắc làm cán. Con này phát rất là ok này. Trước anh ấy đặt với mình con thép lò xo rồi. Sau đấy thì anh ấy gửi ra tiếp cái đạn pháo này để làm. Giờ thì đã làm xong cho anh đấy. Đây có hai con chặt gà, hai con dao thái đây. Hai con dao thái của anh ấy đây. Đó. Hai dao thái nhá. Thép đạn pháo. Còn đây là hai con chặt gà. Miếng của anh ấy cắt thì nó là hơi nó hơi bị nhỏ đi một tí nên là mình đánh cho anh ấy dày ra thì con dao nó sẽ rơi vào như thế này. Tầm khoảng 23 đến 24, rộng 7 đến 8 cm. Dao chặt gà, hai con này chặt rất là ok rồi. Hai tay hai súng này. Đấy, hai tay hai súng này chặt thoải mái luôn. Đấy. Theo đạn pháo thì ok, chất lượng khỏi bàn rồi. Đấy. Ngoài ra thì mình vẫn có đây con này, thép vòng bi này, rất là sắc bén này, giữ cạnh rất tốt, rất lâu. Mỗi tội là mài hơi khó tí thôi các bạn nhé. Muốn mài dễ hơn các bạn thì dùng thép lò xo, ok. Con này là con dao chặt gà thép lò xo này. 250.000 một con. Dao thái là 230. Còn con này là thép lò xo cán liền nha, cũng chặt gà vịt chân giò, cũng thép lò xo. Nếu bạn nào muốn mua thì IB cho mình số điện thoại 0979 110 188. Đấy, con này là chặt gà chân giò thép vòng bi. Đấy. Con này là một con dao lọc thép supap, siêu ít rỉ nhá, cực kỳ ít rỉ. Bạn nào muốn dùng cái loại ít rỉ thì cứ dùng supap này. Đấy, đây là con dao lọc supap cực ít rỉ. Đấy, liên hệ ngay với em qua số điện thoại 0979 110 188. Còn con này là dao chặt xương 1 cân. Chặt xương 1 cân nhé. Nằm nhíp Nga chặt. Con này thì có là con dao, hai con dao của anh ở trên Lào Cai anh ấy đặt này. Đặt mẫu đây, anh trên Lào Cai đặt hai con này, thép lò xo 250.000 một con. Hai con là 500 bao ship. Còn đây là cao ngựa nha, cao ngựa nấu thủ công 7 ngày liên tục. Các bác về ngâm với 8 lít rượu về uống mỗi tối khi ăn cơm, uống 2 chén. Đừng uống ban ngày nhá, giao thông có thổi đấy, phạt mấy triệu ít đâu. Uống buổi tối lúc ăn cơm ấy, uống 1-2 ly được rồi. Đừng có uống say lướt khướt cả thì nó không có tác dụng. Đấy, các bạn phải uống nó mỗi tối 1-2 ly thôi. Còn nếu ai không uống được rượu thì cắt nhỏ ra ăn thẳng. Cắt bằng cỡ hạt, bằng đốt ngón tay này. Đấy. Rồi ăn thôi. Mỗi buổi sáng thức dậy lúc đói, ăn. Đấy. Nhá. Cái này thì em đóng chân không rồi. Ngoài ra thì có cả, đó là su bạc cổ này. Su bạc chuẩn cổ này. Như đồng này là đồng 20 sen này. Dùng để đánh gió rất tốt này. Sản xuất năm 1927, vẫn còn mốc xanh này. Cái này về các bác đánh dần rồi lấy gió bếp hay cái đấy đánh dần thì nó sẽ hết cái mốc rồi đi. Đấy. Chuẩn cổ để nguyên này. Cái này em mới chỉ cọ qua giấm thôi, xử lý giấm. Thì nó sáng trắng ra rồi. Đấy. Còn cái kia thì các bác dùng dần thì nó sẽ trắng ra. Chuẩn cổ mà, loại cổ mà. Thì nó sẽ rất là khó để tránh khỏi. Đấy, cái đồng này đồng kia. Đấy, như đồng ngày 1927 này. Su bạc là chuẩn cổ nhá. Chấp tất cả các kèo check. Phát hiện ra mà hàng fake hay là gì đấy, đền luôn 100 lần luôn. Đấy. Ok, bác nào muốn mua dao thì IB trực tiếp cho mình qua số điện thoại, đó là 0979 110 188. Có tất cả các loại dao đấy. Làm từ thép tốt như thép lò xo, vòng bi, su bạc, đạn pháo, mảnh bom. Đấy. Chốt tăng rất nhiều loại và hàng là 1 đổi 1. Nếu bị lỗi thì các bạn sẽ không phải đi đâu cả mà sẽ khác tự có ship đến để đổi hàng cho các bạn chứ không cần phải ra đâu chuyển chiếc cho nó cồng cành ra. Đấy là chính sách của bên của em bán hàng.
Đấy. Đến đây thì em xin phép được kết thúc video tại đây. Chúc tất cả các bạn sẽ tìm được cái con dao ưng ý cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé.